Cái hiện tượng rung lắc ở trên cái chiếc giường của mình Vậy là đây là cái tâm điểm của tâm điểm của sự động đất nè. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý chị. Sáng ngày này hôm nay thì Bùi Hồ thực hiện một cái đoạn phim khá là gấp rút cũng như là chia sẻ cho cô bác quý chị biết ha. Bùi Hồ đang ở Los Angeles của tiểu bang California của nước Mỹ, cô bác quý chị. Sáng ngày hôm nay thì vừa thức dậy sớm là Bùi Hồ nghe được một cái hiện tượng rung lắc ở trên cái chiếc giường của mình. Và theo được biết thì người bà của Bùi Hồ chia sẻ thì vừa mới xảy ra một trận động đất, cô bác quý chị. Một trận động đất cách đây cũng không xa lắm và dao động khoảng 5,1 độ Richter. Đó, Bùi Hồ cảm nhận rõ cái sự rung lắc như thế này nè cô bác quý chị, rung lắc như thế này. 2 tháng 9 là 5.1 là cách đây 4 km. Trời đây gần như vậy. Nè, qua pháp nè, động đất đó, đúng rồi đó. Vậy đây là cái tâm điểm của tâm điểm của sự động đất nè. Lúc nãy thì Bùi Hồ mới vừa nằm thì ở trên cái giường nó lắc lư. Thì ở đây nó họ báo một cái thông tin buổi sáng là động đất ở cái khu vực này nè, cô bác anh chị thấy không? Đây là cái khu vực động đất. Cái chỗ này từ đây qua đây nè. Dạ. Ôi, thấy chưa, 5.1. Tin khu vực động đất ở ven bờ biển của California nè cô bác anh chị, 5.1. Cô bác anh chị biết sở vì sao Bùi Hồ phải chia sẻ như vậy không? Tại vì thưa với cô bác anh chị ở California này á thì là một cái tiểu bang ven biển của nước Mỹ, có một cái bờ biển chạy rất là dài, và Bùi Hồ được biết một thông tin là cái tiểu bang này thì có bờ biển chạy dài là gần như là lớn thứ hai ở nước Mỹ sau tiểu bang Florida. Thưa với cô bác anh chị á thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ vấn đề chống động đất của Mỹ cho cô bác anh chị được biết ha. Đối với ở Mỹ cái việc xây nhà ở Mỹ để mà chống động đất thì như thế nào? Đây là một cái ngôi nhà nó không có cao lắm cô bác anh chị. Đây, ngôi nhà này thì nó cao hơn tay Bùi Hồ khoảng một tí xíu thôi. Đó, khoảng hơn 3 mét thôi. 3 mét thôi cô bác anh chị. Thì theo một số thông tin Bùi Hồ được chia sẻ từ người chú của Bùi Hồ, chú Kevin Trần, thì chú làm nghề kỹ sư xây dựng á, chú chia sẻ rằng đối với tiểu bang California này á thì tất cả các ngôi nhà không được xây gạch nha cô bác anh chị, mà họ bắt buộc quy định phải làm bằng gỗ. Đây là những cái chất liệu gỗ nè cô bác anh chị. Họ quy định rằng là tất cả các chất liệu này đều là phải làm bằng gỗ hết, và chiều cao của ngôi nhà này á, tất cả các ngôi nhà luôn, nếu như mà ngôi nhà không có cái gác lửng cái lầu á thì chiều cao tối đa là 10 feet thôi. Và chiều cao tối thiểu của một cái ngôi nhà như thế này á là khoảng 8 feet. 1 feet thì nó khoảng tương đương với lại 0,3 mét, có nghĩa là 1 feet thì nó tương đương với khoảng 30 cm đó cô bác anh chị. Thì 10 feet thì nó khoảng 3 mét thôi. Khoảng 3 mét á. Thì đây là một cái ngôi nhà xây chiều cao tối thiểu là khoảng 8 feet và tối đa là 10 feet. Và nếu như những ngôi nhà có gác lửng như thế này, đây là những ngôi nhà có gác lửng, có tầng lầu của các bác anh chị, thì cái tầng ở dưới này á thì tối thiểu là cũng 8 feet và tối đa là khoảng 9 feet. Và tầng trên này thì chiều cao tối đa của cái tầng trên này á là chỉ có 9 feet thôi. Đó, thì nó đối với những ngôi nhà gác lửng như thế này nè, thì chiều cao của tối đa 2 tầng là không quá 20 feet, và có thể là nó chiều cao của tầng dưới và tầng trên nó sẽ bằng nhau. Và chất liệu các ngôi nhà ở đây đều được làm bằng bằng gỗ hết. Bùi Hồ gõ của bác nghe phập phập ở trong không? Và giữa hai cái lớp gỗ này người ta sẽ phun một cái lớp bông cách nhiệt để hạn chế sự lạnh, sự nóng là từ cái thời tiết bên ngoài. Cô bác có chị nghe không? Nghe Bùi Hồ gõ vô nó kêu ngôi nhà nó kêu bập bập không? Lúc đầu thì Bùi Hồ qua thì cứ nghĩ là ngôi nhà này là được xây bằng tường, nhưng không, ngôi nhà này á thì được xây bằng gỗ nha cô bác anh chị. Đó là một trong những cái thông tin mà Bùi Hồ khi mà qua đây á, Bùi Hồ cũng chia sẻ cho cô bác anh chị biết về chiều cao ngôi nhà và tại sao ở những ngôi nhà ở Cali nó lại thấp như vậy. Và trước giờ thì cô bác anh chị biết là khi mà Bùi Hồ ở Việt Nam nhiều á, hoặc là có đi qua những nước khác thì chưa cảm nhận được cái sự rung lắc của sự động đất. Và thật thì
có nhiều cái trận động đất, cái độ Richter nó lớn hơn á cô bác anh chị, và mình không có thể nào đi được, có thể là bò không luôn, và thậm chí là có những ông bà cụ ở trong nhà là bò không đi, có thể là nó dấp và có thể té, rất là nguy hiểm luôn hả cô bác anh chị. Thì lâu lâu nó động, ví dụ như bữa hổm nó động 4 chấm mấy, bữa nay nó động 5 chấm mấy. Lâu lâu ví dụ như 1 năm hay là hoặc 2 năm không chừng. Dạ. Chứ không phải là nó động liên tục, mà nó động lớn á. Thì nữa nó ngưng cái động lớn rồi là nó còn cái áp tê sách nhỏ nhỏ vậy nè. Nó rồi hết cũng không sao, nếu mà nó động ngay cái chỗ nào mà nhiều đó là tất nhiên nó sập nhà sập cửa chỗ đó, thí dụ vậy đó. Dạ. Chứ từ hôm ngoại qua tới giờ thì nó động 8 chấm mấy là lớn nhất. Cũng không có nổi sập nhà, là vì nhà đây nó cất, nó chống động đất, nó không có cất bằng tường, nó ốp này là như thạch cao được không ạ. Dạ. Con thấy không, nhà con đi xây không, nó dán cây không, nó dựng chắc lắm, nhưng mà nó không có làm tường. Nếu mà nó làm tường á là nó đổ gạch đất, nó đổ gạch chết người. Bây giờ có con cái giường á, nó động mà lớn á, con nằm để cái giường, con nằm dưới đất á, con nằm cho cái cạnh giường nhiều khi đó, hay là ngay cái cạnh cửa, để mà nó nhiều khi nó có sập đó, nó cũng mấy cái cây cửa đó nó cũng đậy mình được đó. Rồi thí dụ như chỗ nào mà nhiều, nó động nhiều thì mình gọi ông lăn thôi. Dạ. Yeah. Cho nó lại nó cứu mình, chứ mình đâu có thể nằm ra được. Dạ. Yeah. Nếu mà động đất nhiều lớn là ga này là nó phá hết. Dạ. Yeah. Nó lắp hết trơn. Dạ. Yeah. Nó không có cho mình để nó lắp hết. Đâu có để nó cháy nhà sao. Và bây giờ thì buổi hồ mà cô bác anh chị vô đây, hôm nay là một buổi sáng ở ngay tại thành phố Los Angeles của tiểu bang California, thì nhiệt độ rất là bất thường. Ở đây thì người ta sẽ đo bằng theo độ, ở Mỹ thì sẽ đo theo độ F chứ không phải đo theo độ C giống như ở Việt Nam. Thì sáng nay thì nhiệt độ ở Cali thì khoảng California thì khoảng 63, 64 độ F. Sáng sớm thì tất cả các cô chú anh chị đều đi làm hết rồi. À, bây giờ thì Bùi Hồ thì cũng không có đi ăn ở đâu cả. Sáng nay thì sẽ nấu một cái nấu mì ăn ha, ở nhà ăn cho nó gọn. Và Bùi Hồ mà cố gắng chị vào bên trong ha. Sáng ngày hôm nay thì Bùi Hồ sẽ thưởng thức một cái mì ly hảo hảo. Đây là mì của Việt Nam nè cô bác anh chị. Nhà của bà của Bùi Hồ thì có nhiều loại mì lắm. Đây có mì của Nong Shim, mì của Hàn Quốc hay của Nhật kia, ở của Hàn Quốc cô bác anh chị. Ở cái mì gói ha. Ở đây là có mì của Nhật Bản nữa nè. Và ở đây có mì của Việt Nam. Thì Bùi Hồ ăn mì ly. Ngày hôm qua thì bà nấu cho còn mực này nè, mình sẽ trụm vô mì ăn sáng vào buổi sáng hôm nay ha. Mời cô bác anh chị cùng ăn mì với Bùi Hồ. Và bây giờ thì mình sẽ bỏ miếng mực này mình vô mình hâm một tí xíu. Giờ thì nó cũng đã nóng lên rồi, mình sẽ nhắc nó xuống thôi. À, nó nóng lên rồi. Rồi sẽ cắt bỏ vô mì, ăn với mì. À, sẽ chế nước vô. Một buổi sáng có mì, có mực, với lại có tôm. Ở đây thì không ăn sáng không giống như Việt Nam, mình ra ngoài chợ, mình ra ngoài chợ là mình có ăn rồi. Hoặc là ra ngoài quán tí xíu có ăn. Ở đây thì phải đi đến những cái quán, đi được đoạn đường khá là xa cũng lười lắm. Và sẽ ăn mì như thế này. Dạ. Ăn này với lại uống một cái lon nước ngọt đi. Dạ. Nhìn cũng ngon ha cô bác anh chị. Mì này là mì ở Việt Nam nha. Mì hảo hảo á. Này là mực với lại tôm. Ở trong tủ lạnh cũng có sẵn rồi. Mời cô bác anh chị cùng ăn với Bùi Hồ. À, một buổi sáng của Bùi Hồ ngay tại nước Mỹ nè. Ở đây thì Bùi Hồ thích ăn mì lắm, thích ăn mì với ăn cơm. Ở đây là một cái mì ly Bùi Hồ bỏ vô cái tô cho nó gọng gọng hơn tí xíu, chứ bỏ vô cái ly nó nhỏ quá. Ở đây thì có được mấy con mực ngày hôm qua bà nấu cho ăn, Bùi Hồ sáng còn hâm lại. Dạ. Rồi có con tôm sáng nay bà luộc ha, với lại một ít hành. Đây là một phần sáng của Bùi Hồ ăn tại nhà. Ở đây họ không có nhiều đi chợ thì nó cũng xa lắm, bất tiện lắm, và cũng không có nhiều quán cà phê. Mà qua đây thì cô bác anh chị biết này,
giá cả ở những cái ly cà phê ở chuỗi nhà hàng Starbucks đó nó cũng cũng mát lắm, nó không rẻ đâu. Đây, mà nó đi xa lắm. Còn đây là một lon Coca nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Đây, mời cô bác anh chị cùng với Bùi Hồ thưởng thức ha. Đây là nấm chiên bột đó, một buổi sáng. À, cô bác anh chị, mời cô bác anh chị nha. Ngon quá. Vừa họ chỉ thích ăn mì Việt Nam, nó đậm vị, nó không quá cay mà cũng không quá mặn. Mì của Hàn Quốc hay mì của Nhật thì bùa hồ khó ăn, ăn được. Mời các bạn của chị nè. Bùa hồ có thêm một ít đường bột ngọt nữa thì nó cũng vừa ăn. Còn đây là tôm, con tôm này cắt ra làm hai rồi. Quá nhỉ. Tôm tươi lắm mà thịt nó giòn. Tôm này là tôm tự nhiên chứ không có nuôi hả? Còn đây là mì. Sáng chỉ gì đó không con ạ. Đây là một lon Coca nhỏ. Lon này thì uống cái vị nó so với Coca sản xuất ở Việt Nam thì Bùi Hồ biết nó như thế nào, nhưng mà thật ra Bùi Hồ rất là thích uống Coca, nhưng mà ở đây thì nó có vẻ như là đậm vị hơn của Việt Nam. Còn đây mật của bác gì? Thời gian tới thì Bùi Hồ cũng về Việt Nam để tiếp tục làm công việc thiện nguyện của mình. Ngon quá. Hành lá đây cũng là cũng thấy nó to to không. Đây, thì sáng ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn chia sẻ rằng là trước giờ ở Việt Nam thì không cảm nhận rõ cái sự động đất á. Thì bây giờ thì Bùi Hồ mới chia sẻ thấy động đất, thấy thiên tai thì nó khắc nghiệt thiệt. Còn bây giờ thì thôi thì để chia sẻ cho cô bác biết ngay tại Mỹ của Bùi Hồ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ha.